Trong chuyến tập huấn 2 tuần ở trung tâm huấn luyện thể thao Paju, một trong những vấn đề khiến huấn luyện viên Park Hang-seo phải chăn trở nhiều nhất đó chính là việc khóa lấp vị trí hậu vệ cánh phải của Vũ Văn Thành. Rất nhiều phương án đã được chiến lược gia người Hàn Quốc đưa ra thử nghiệm trong các buổi tập. Từ Trọng Hoàng, Văn Thành, Quế Ngọc Hải, Phan Văn Đức và thậm chí là cả Minh Vương cũng đã được thử sức ở vị trí hành lang cánh phải. Tuy nhiên, đến sáng ngày 31 tháng 10, sau khi công bố 5 cầu thủ đầu tiên bị loại, trong đó có Văn Thành và Minh Vương, chắc hẳn nhà cầm quân người Hàn Quốc đã tìm ra đáp án cho bài toán hậu vệ cánh phải. Trong số 3 người còn lại là Trọng Hoàng, Văn Đức và Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng có lẽ là câu trả lời của ông Park. Dù vị trí sở trường là tiền vệ trung tâm, nhưng Trọng Hoàng lại có một điểm mạnh, có thể lấy lòng được bất cứ huấn luyện viên nào. Đó chính là sự đa năng với nền tảng thể lực sung mãn, tốc độ ổn, lối chơi mạnh mẽ, không ngại va chạm. Trọng Hoàng đang là cầu thủ cực kỳ hữu dụng với bất cứ đội bóng nào. Hơn nữa, khả năng hiểu và tuân thủ tuyệt đối chiến thuật cũng là điểm cộng của cầu thủ người Nghệ An. Huấn luyện viên Park Hang-seo từng thẳng thắn chia sẻ rằng, ông nhận thấy mỗi cầu thủ vẫn có những vấn đề riêng. Người thì không đảm bảo được thể lực để chơi trọn vẹn 90 phút, người lại không có khả năng liên công về thủ nhịp nhàng. Nếu là người theo dõi kỹ càng bóng đá Việt Nam, có thể hiểu được ông Park đang nhắm đến ai trong mỗi câu nói của mình. Người không đảm bảo được thể lực đó chính là Phan Văn Đức. Cầu thủ thường xuyên được xếp ở vị trí tiền đạo cánh và chỉ vào sân từ băng ghế dự bị. Trong khi đó, người không đảm bảo được sự cân bằng giữa công và thủ đó chính là Quế Ngọc Hải, người có xuất phát điểm ở vị trí hậu vệ cánh nhưng lại thành danh với vai trò của một trung vệ. Ở thời điểm này, nếu để Quế Ngọc Hải đá hậu vệ cánh, có lẽ anh chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự mà thôi. Có một chi tiết nữa khiến người ta tin rằng Trọng Hoàng đã được ông Park chấm cho vị trí hậu vệ phải chính thức. Đó là vị huấn luyện viên người Hàn Quốc cắt ngắn kỳ nghỉ phép của cầu thủ này. Trước trận đấu cuối cùng với Seoul Eleven, ban đầu Trọng Hoàng đã được cho phép nghỉ tới hết tháng 11 để dành thời gian cho hôn sự của mình. Tuy nhiên, ông Park sau đó đã thay đổi quyết định và yêu cầu anh phải trở lại tập trung cùng đội ở Hàn Quốc ngay sau đám cưới. Rõ ràng, huấn luyện viên Park Hang-seo muốn kiểm tra lại những con người ưng ý nhất của mình trước khi kết thúc chuyến tập huấn và trở lại Việt Nam. Theo kế hoạch, sau khi về nước, cả đội sẽ tiếp tục tập luyện ở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF trước khi di chuyển sang Viêng Chăn vào ngày 5 tháng 11 để chuẩn bị cho trận mở màn chiến dịch AFF Cup 2018. Gặp chủ nhà Lào, ông Park từng khẳng định chắc chắn sẽ tìm ra những cái tên xuất sắc nhất để hiện thực hóa giấc mơ lần thứ hai nâng cúp của đội tuyển Việt Nam. Và với những gì đang làm được, người hâm mộ hoàn toàn có thể đặt trọn niềm tin vào quyết định của chiến lược gia người Hàn Quốc.